Đội văn nghệ Bản Đứa có trên 10 diễn viên. Các thành viên của đội chủ yếu là các hội viên của Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh Niên của bản. Sau những buổi lao động sản xuất thì các chị em lại thường xuyên cùng nhau tập luyện những tiết mục múa hát truyền thống. Qua tập luyện đã có nhiều hạt nhân tiêu biểu đại diện cho xã tham gia các hội thi hội diễn văn nghệ quần chúng do huyện tổ chức. Đối với đội văn nghệ Bản Đứa ấy, thì là có nhiều diễn viên là có cái sáng tác, có cái sáng kiến đổi mới về cái phương thức, về cái thực hiện và là cái biểu diễn, về cái tổ chức thực hiện cái chương trình đêm giao lưu văn nghệ ở bản thì là cũng có nhiều cái sáng kiến đổi mới để tổ chức thực hiện đấy, lồng ghép vào các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với niềm đam mê và được sự ủng hộ của bà con nhân dân, đội văn nghệ đã không ngừng đổi mới, dàn dựng được nhiều tiết mục văn nghệ hay, đa dạng về thể loại như hát múa. Ngoài ra, các thành viên trong đội văn nghệ còn khuyến khích nhân dân cùng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa văn nghệ ở địa phương. Được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân xã cũng như Ban Quản lý bản, đội văn nghệ của chúng tôi luôn luôn tập luyện này, tìm tòi sáng tạo những bài múa mới. Nếu mà lúc nào mà huyện có lớp tập huấn thì chúng tôi mong muốn được tham gia tập huấn để nâng cao chất lượng múa phục vụ bà con tốt hơn. Những bài hát điệu múa của dân tộc Thái nơi đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân. Vì vậy, việc duy trì hoạt động của đội cũng như hỗ trợ các thành viên trong đội văn nghệ tập luyện luôn được Ban Quản lý bản thường xuyên quan tâm. Bản có nhà văn hóa, có cái vụ âm thanh loa lại để phục vụ đội văn hóa văn nghệ. Để vận động tuyên truyền bà con thì bản cũng có một ít kinh phí để cho hỗ trợ cho đội văn nghệ. Để có đội văn nghệ vứt chút thời gian để luyện tập văn hóa văn nghệ để cho giao lưu với các lời vạn, với cả để các ngày lễ Tết trong năm. Có thể thấy, đội văn nghệ Bản Đứa đã góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ phát triển mạnh mẽ. Các hạt nhân trong đội đã phát huy được vai trò của mình, khai thác và phát huy năng lực của thành viên, xây dựng được các chương trình văn nghệ phong phú và sinh động, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
Quảng ngoàng xanh
bên bàn háo muôn xuân sương tê ná nó tình mưa ngang sinh không chua đời bùn mà là tình dương tay púa son